dễ mắc bệnh ung thư vú. Đã có rất nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư vú bởi tác động từ chiếc áo ngực con thường. Khác với suy nghĩ nhiều người, rằng chiếc áo ngực cũng tồn tại một mối nguy hiểm to lớn. Các bác sĩ cho rằng, độ ngực bằng chiếc áo ngực mút dày xa nhỏ đồng nghĩa với việc thắt chặt đường thở. Chắc hẳn nhiều trẻ em sẽ phải méo mặt khi nghe tin này. Vì hầu hết phụ nữ Việt Nam chúng ta đều có vòng ngực bé và vòng ngực nâng độ để tạo đường cong cho cơ thể. Điều này không những làm ảnh hưởng tới sự phát triển của bộ ngực, làm cho ngực không phát triển thêm được, mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe, làm cho máu bị cản trở lưu thông ở khu vực lồng ngực và hệ tim mạch. Lâu dần sẽ làm hệ hô hấp và tim mạch bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến sinh bệnh. Ít người biết được rằng căn bệnh ung thư vú đáng sợ có nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen mặc áo ngực quá chặt. Việc mặc áo ngực quá chặt kéo dài trong một ngày từ 18 đến 24 giờ có thể gây thắt mạch máu bạch huyết và giữ độc tố trong ngực tạo thành khối u. Có thể sẽ gây đau nhức vùng ngực nguy hiểm hơn nếu không được phát hiện.